Honda Accent 2019 nha anh chị. Honda Accent 2019 bản đủ, số sàn. Bản đủ thì nó gồm có đèn LED ban ngày nè. Rồi đèn chiếu xe chiếu sáng là đèn bi mắt ngọc. Xe này thì bên Tâm đã kiểm tra rồi, không có lỗi nha cô chú anh chị, và rất là riêng luôn ạ. Chất xe thì Tâm bao đẹp ha. Mới đăng kiểm 2-3 ngày thì xe này đăng kiểm 18 tháng nha quý vị. Đăng ký mua xe lần đầu tiên là 2 năm rưỡi, kể từ lần đó đổ đi là cứ 18 tháng nha. Thì xe này là đăng kiểm 18 tháng. Cũng được trang bị đồ chơi rồi, màn hình cam lùi đầy đủ rồi, ghế da đồ hết rồi. Chất xe thì khỏi phải nói rồi, biển số Bình Dương nha, 03641, 4 vỏ mới. Thân vỏ thì rất là đẹp luôn, sơn rin còn nhiều, thật là nhiều. Cam kết là keo chỉ nguyên rin, không mắc phân nào ha. Máy móc là nguyên rin, chưa đụng chạm nha. Đèn đuốc là sáng rực, máy móc là cực kỳ êm luôn ha. Xe này thì bên Tâm sẽ bán cho quý cô chú anh chị nhà mình với mức giá là 390 nha. Và Tâm bán nhanh luôn là 385 nha anh chị nha, 385 2019. Động cơ là 1.5, 1.4. Hộp số sàn bản đủ, 4 thắng đĩa ABS, túi khí an toàn, gương gập điện auto và bánh mâm là bánh mâm đúc rin ha. 4 thắng đĩa ABS nha. Đó, thì bản đủ nó mới có ha. Khởi động Sita top. Đèn full LED trước, LED sau. Đó, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Có cảm biến lùi đồ luôn ha. Biển số Bình Dương màu trắng. Xe này thì anh chị mua về chạy dịch vụ taxi Grab là ok. Hiện giờ thì em ấy đang ở cái thể trạng tốt nhất về mọi mặt luôn, về đăng kiểm, về nội thất, về ngoại thất, về vỏ lốp, rồi hình hài, rồi chất lượng, nói chung là hoàn hảo tới mức độ tuyệt đối nha. Xe này được trang bị một bộ ghế da ha, và ghế nhung nỉ ở trong. Theo Tâm đánh giá là xe này ghế nhung ở trong vẫn còn nguyên rin nha. Trần là trần 5D rồi ha, nó mát. Anh chị cứ nghe lời Tâm đi, trần 5D mát, im. Chứ cần gì mà phải để trần rin làm gì, trần rin nó dơ lắm. Còn muốn bọc lại trần rin thì Tâm bọc lại cho. Keo chỉ là nguyên rin nha anh chị nha. Xe này ngày hôm qua Tâm có để cho thợ nó kiểm tra một hai cái chi tiết nhỏ nên ở đây nhớt không. Có cân bằng điện tử nè, chỉnh đèn gần xa nè, tích hợp qua lăng nè. Qua lăng thì cực kỳ đẹp luôn. Có cam hành trình nè, có màn hình nè, cam lùi nè, hành trình hướng dẫn đường nè. Ở đâu chạy được 88.000 nha quý vị. Đồng hồ điện tử. Xe tươi lắm, rất là tươi mà mới luôn. Ốc tán bản lời nè, chưa tháo một con nào hết. Cái hệ dàn công tắc này rất là đẹp nha anh chị nha. Bản đủ ha, Accent bản đủ 2019, 385 triệu nha anh chị. Xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu là 5,5 lít cho đến 4,7 lít. 4,7 lít cho đến 5,5 lít là đường trường hoặc là hỗn hợp. Loanh quanh 5 lít xăng cho 100 km, cực kỳ ít hao xăng chứ, cực kỳ là ít hao xăng. Bởi vì đây là một cái xe này người ta cũng đánh giá rất là cao về mặt chất lượng và mức độ bền bỉ và tiêu hao nhiên liệu ha. Đẹp, tươi, mới. Và xe chạy rất là êm và ngon luôn ạ. Tâm đánh giá cái xe này chạy vừa ý nha, chạy rất là vừa ý luôn. Phim cách nhiệt đồ dán hết rồi, tay nắm cửa rồi, vỏ lốp thì còn rất là mới, vỏ mới lắm này, chậm bao đẹp. Vỏ rất là mới nha anh chị nha. Đồ đạc của ai để tùm lum luôn đây. Đồ nghề đồ vết ở đây là dán cách âm hết rồi, tuyệt vời.
bánh dự phòng, đồ người, con đội, tay quay đầy đủ nha. Keo chỉ thì riêng hết nha anh chị nha, có mắc phân nào đâu. Tí nữa tao về tao vệ sinh nha cô chú anh chị, yên tâm, cái này là tay của anh em nó bóc nhớt á, này lau ra lấy dĩa sạch lau ra cái hết rồi ha, chứ không phải bẩn nha, ý là nó không phải bám lâu mà bám dính, nhưng mà tay nhớt không nó quơ vào cái xe mình, như cái cửa sau này đẹp nè, còn cửa trước nó bóc nhớt dính. Tí nữa tao về tao lau cái là đẹp à, khỏi lo ha, xe là không có bẩn quá bẩn mà cũng không có lỗi lầm gì hết nha, chất xe thì rất là đẹp luôn và chạy im cực kỳ im nha anh chị, im lắm, quá đẹp, quá ok. Xe này thì chừng nào mà 2020 nó mới có cửa gió sau nha, 2019 là nó chưa có cửa gió sau, cửa gió cho hàng ghế sau á, thì Vios nó cũng đâu có, Mazda cũng đâu có, chỉ có riêng hàng Accent này nè là nó có cửa gió sau, dưới thằng nào nữa mà tâm quên rồi, dưới Kia, Kia Cerato, còn Accent thì từ đời 20 thì mới có cửa gió sau. Cửa gió sau là thay với cái xe thì một cửa gió trước là làm mát đủ rồi cho 5 người ngồi trong xe rồi, nhưng mà sau này là mấy anh làm thêm một cái cửa gió cho hàng ghế ngồi sau nữa, thì xe 2019 là chưa có, xe 2020 mới có thôi. Máy móc là tâm bao riêng nha, nắp tò nắp két gì là chưa tháo ha, cục này là cục ABS nè, cái xe này là tâm mới vừa mua về hồi tối luôn nên chưa có kịp rửa ráy dọn dẹp gì hết nha. Thì cô chú chị mình cũng biết ha, một con xe rim cabo chưa ra đó, thì nó cũ theo năm tháng, nó bụi theo năm tháng, chứ còn bung tháo hay là lỗi lầm là không có nha. Cái này thì bên Tâm vẫn cam kết cho nhà mình bằng văn bản là không đâm va, không ngập nước, máy móc là nguyên zin, keo chỉ là không mắc phân nào, nắp capo chưa mở đó, còn cái tiếng rè 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 là cái tiếng phun xăng điện tử nha. Đây im à, rất là im luôn. À con ốc này bị lỏng, có lỏng một con ốc, cái lông đền. Tí nữa tâm dậy tâm xiết lại nó hết rồi, rất là im luôn, này dựng là im ru, im thật im nha quý vị. Máy Hyundai im